Mái ấm Mây Tâm khởi đầu chỉ là một mái ấm nhỏ để các em có nơi trú ngụ, để các em có thể được uống thuốc và hy vọng được ra đi trong bình an trước những căn bệnh quái ác mà mình đã đối diện một cách vô tội. Tuy nhiên, chính nhờ tình thương và sự rộng lượng của quý vị mà các em trong mái ấm có cơ hội để tiếp tục sống, để tiếp tục hy vọng, tiếp tục đến trường như bao trẻ em khác. Và chính trong cái tình thương đó, tôi cũng nhìn thấy có một cái tia hy vọng mới, là nơi đây không còn là một nơi chỉ là để chết lành, để được chữa trị về mặt thể lý, nhưng cũng là một nơi để các em được chữa trị về mặt tâm hồn, về nội tâm. Khi phải đối diện với cái sự thật rằng mình ở đây một mình ở đây không còn cha mẹ, khi mà các em biết được rằng là với căn bệnh này mình phải sống suốt đời, nhưng các em nhận được rất nhiều tình thương từ quý vị, và các em cảm nghiệm được rằng các em có quyền để hy vọng, để lớn lên, để nên người, để trưởng thành như bao nhiêu trẻ thơ khác bên ngoài xã hội. Các em được hòa nhập với xã hội qua chính tình thương và lòng bao dung của quý vị. Các em cảm nghiệm được mỗi lần quý vị thăm viếng, quý vị chia sẻ nụ cười và đồng hành với các em, đến gần các em. Chính sự hiện diện đó nói cho tôi cũng như các em hiểu được rằng là Mai Tâm nghĩa là vẫn còn ngày mai, và trái tim chúng ta có quyền hy vọng cho một tương lai sáng lạng hơn. Con có ước mơ gì? Ước mong mai mốt lớn lên làm ca sĩ để mai mốt kiếm tiền, lớn lên nuôi sống mẹ, nuôi sống dì của con, bà ngoại của con nữa. Nhà con có ước mơ là mai mốt con lớn lên con sẽ làm một nhà khoa học. Dạ, con làm thợ tóc. Ủa sao muốn làm linh mục? À, tại vì linh mục thì được làm chung với anh con. Con muốn cảm ơn quý anh thì nuôi con từ lúc mà con mới chuyển vô đây đến bây giờ, cho con chỗ ăn ngủ, cho con cho con quần áo mặc. Con cảm ơn quý anh nhân rất nhiều. Con xin cảm ơn quý anh nhân vì quý anh nhân đã cho chúng con những món quà từ Tết, từ Trung Thu, từ Noel. Con rất là hạnh phúc vì đã có rất là nhiều ân nhân để cho đồ, cho tiền cho cha để nuôi sống cũng con. Con cảm ơn quý ân nhân rất nhiều. Cảm ơn quý ân nhân đã cho con cơm ăn, áo mặc, không như những bạn ngoài đường lang thang mất cha mẹ. Con cảm ơn nhân đã cho cha tiền để nuôi sống chúng con, nhờ quý ân nhân mà chúng con mới được ngày hôm nay. Con cảm ơn quý ân nhân vì đã cho con chỗ ăn chỗ ở và cho cha tiền để nuôi sống con. Con xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân. Xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ đời sống các em. Xin chân thành cảm ơn.